Một trong những laptop gaming màn to nhất bây giờ đó chính là chiếc laptop Asus TUF A77 anh em ạ. Trong này ta sẽ có một chiếc laptop, sở thích cơ và củ sạc 200W anh em nhé. Cấu hình này sẽ có Ryzen 7 6800H có mỗi 8GB RAM thôi, ổ cứng 512GB, camera hình RTX 3080 phiên bản RAD cũng chỉ là 85 thôi anh em ạ. Được Dynamics Boost lên một tí. Và chúng ta sẽ có đó chính là Windows 11. Em này thì thiết kế rất ư là TUF luôn. Tương đương góc cạnh, tương đương chắc chắn, từng cái màu sắc luôn và cả logo TUF cực kỳ là to ở đây. Ở đây ta sẽ có một màn Full HD 17 inch, IPS đầy đủ các thứ luôn, nhưng phủ có mỗi khoảng tầm 60% dàn màu sRGB thôi. 144Hz. Có cả Max Switch và cả Optimus luôn. Nằm bên trên thì là webcam 720p, nằm bên dưới là bàn phím full size. Em này bấm thì cũng khá là tactile, hai chỉ bấm cũng tàn tạ. Nằm bên dưới là một cái touchpad cực kỳ là trơn, cực kỳ là to, cực kỳ là mượt. Mỗi tội là hai nút bấm từ trái phải thôi không được chắc chắn cho lắm. Về còn kết nối thì mình cực kỳ là tuyên dương TUF ở đây, bởi vì chúng ta chỉ có một cổng USB-A bên này, có bên này mới là nơi của bữa tiệc. Sẽ bao gồm cổng sạc, cổng LAN, cổng HDMI, hai cổng USB-C, có một cổng hỗ trợ tốc độ cao và suốt cả màn hình. Đồng thời chúng ta sẽ còn có thêm cả một cổng USB-A và một đầu cắm 3.5 nữa. Về loa thì anh em sẽ có hai loa ở đây. Anh em mua hàng dùng cho mình nhá.